thưa quý vị và các bạn trước đây du lịch mai châu tỉnh hòa bình thường chỉ được nhắc tới với bản văn bản lác bản pom cọng thì giờ đây điểm săn mây ở xã hang kia bà cò là một trong những điểm đến lý tưởng cho du khách với thiên nhiên tươi đẹp hoang sơ cùng nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc mông hy vọng nơi đây sẽ để lại nhiều ấn tượng trong hành trình khám phá của mỗi du khách thưa quý vị và các bạn nếu như bạn là một người thích đi phượt du lịch trải nghiệm cũng như là khám phá đối với những cái vùng đất mới thì chắc hẳn bạn sẽ không thể bỏ qua được cái địa điểm săn mây ở tại xã hang kia và cò của huyện Mai Châu bởi cảnh quan thiên nhiên cũng như là con người nơi đây thì mang đậm những cái nét văn hóa đặc trưng của người dân Tộc Mông Thung lũng hang kia huyện Mai Châu có độ cao khoảng 1.200m so với mặt nước biển nằm giữa bốn bể núi đá nơi đây còn được biết đến là địa danh lý tưởng để săn mây và được đông đảo du khách ví như cổng trời với cái tên điểm săn mây. Điều đầu tiên thu hút chúng tôi khi đặt chân đến đây chính là không khí trong lành mát mẻ cùng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ. Hôm nay đi cùng với lại gia đình, anh em bạn bè đến đây để nghỉ dưỡng rồi rồi là đi du lịch rồi đi gọi là đi săn mây cùng với lại mọi người vào những ngày cuối tuần. khi mà đến đây thì mình thấy rất là thoải mái. sau một cái tuần làm việc thì mình đến đây mình cảm thấy rằng là rất là thư thái, thoải mái về tâm hồn. Từ tháng 4 đến tháng 10 trong năm luôn là thời điểm lý tưởng để săn mây ở xã Hàng kia. Mây thường nhiều và đẹp vào lúc 5 giờ đến 8 giờ sáng nếu không may mắn với biển mây, thì nơi đây cũng là điểm ngắm cảnh tuyệt vời để bạn có thể nhìn bao quát toàn cảnh thung lũng. Tại đây, du khách có thể check-in với vườn hoa cải thơ mộng hoặc ngồi trên xích đu vừa ngắm cảnh vừa lưu lại những khung hình tuyệt đẹp giữa mây trời. Cùng với cung đường khám phá bản làng, du khách có thể đặt chân đến những điểm đến còn nguyên nét hoang sơ và trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống rất đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông nơi đây như diệt thổ cầm nhuộm tràm, vẽ sáp ong. Trước cái đợt chưa có dịch Covid-19 thì vẫn có khách nước ngoài. Còn uh, sau cái đợt dịch thì khách nước ngoài không không kiểu như không có khách nước ngoài để ra đây tham quan nữa, chỉ có khách kiểu như trong nước chúng ta thời gian tới mới thì chúng tôi cũng kiểu như là muốn thu hút du khách thì chúng tôi cũng muốn xây thêm vài cái kiểu như là cây cầu kiểu như cầu thang thang nước thang lên trời ạ lại à, mở rộng cái như là những chỗ kiểu như là cả bằng phẳng này này để kiểu như trồng hoa cho có kiểu như là chỗ để mà chụp chắc ít. Khi đến đây chắc hẳn du khách sẽ không thể bỏ lỡ các địa điểm nghỉ dưỡng homestay bởi đây sẽ là điểm đến thú vị trong hành trình của du khách. Với không gian gần gũi, kiến trúc nhà ở của đồng bào dân tộc Mông cùng cách bài trí vật dụng và không gian sinh hoạt hài hòa có thể làm hài lòng mọi du khách khi đến đây. Em trước là hôm tay đến bây giờ thì trước thì à, khách nước ngoài hiện tại thì do dịch covid thì à, khách việt à, họ thường à, đi xung quanh bạn để chạy nhiện, như là sen băng nghệ mũ kiền vậy coi đi xăm mây chạy nghiệm, lưu núi chờ sau này gia đình sẽ dần dần mọi thứ thu hút khách thung lũng hang kia thực sự là mảnh đất được thiên nhiên ban tặng những nét đẹp đậm chất của vùng cao tây bắc đây sẽ là điểm dừng chân lý tưởng để du khách có những lựa chọn và trải nghiệm văn hóa cho những ngày nghỉ ý nghĩa cùng gia đình và bạn bè